xin chào bác trồng bầu bí mướp hoặc bác trồng các loại cây leo giản như là đậu đỗ, dưa chuột hoặc là chanh leo, các loại cây leo giản. Hôm nay em giới thiệu cho bác một loại lưới leo giản rẻ nhất từ trước đến nay. Đây, một loại lưới leo giản rẻ nhất và bền nhất. Đây các bác, cái này nó là chất liệu, nó là những sợi cước. Một cái sợi này nhìn mỏng manh như này thôi, nhưng mà nó gồm 6 sợi cước bé xíu, nó quấn vào nhau thành 6 sợi nhỏ rồi quấn vào để thành một cái sợi như này. Nó rất là bền. Các bác kéo thử về, các bác lúc nhận hàng các bác kéo thử xem. Rất là dai. Đó, kéo một sợi nhá, kéo cả cuộn này thì không thể đứt được rồi, nên kéo chỉ kéo một sợi nhỏ này thôi. Đó, rất là dai. Đấy. Các bác có thể dùng vài vụ ok, không vấn đề gì, không thể đứt được. Đây rất là dai, các bác dùng vài vụ được. Và các bác có thể trồng những cái loại nó quả nó nặng như kiểu là bí xanh hoặc là bầu bí thứ, quả nó nặng không vấn đề gì. Cái này thứ nhất là nó rẻ. Đó, thứ hai là nó dài. Một cuộn như này. Khi một cuộn như này kéo dài ra thì nó được 100 m. Xin nhắc lại các bác là 100 m ạ. Còn cái chiều cao khi mà chưa căng ấy. Đây ghi chiều cao thực tế lúc chưa căng như này, là từ cái đầu này đến đầu dưới này, đầu này đến đầu dưới này là 2m7. Khi các bác căng giãn nó rồi, khi bác căng giãn nó rồi thì nó còn 1m8. Đó, ví dụ các bác cần tầm 2m thì các bác căng trùng đấy, còn khi các bác căng hết tầm nó rồi thì nó độ dài nó là 100m và chiều cao nó là 1m8. Đó là khi sử dụng rồi, khi căng rồi, còn chưa căng thực tế như lúc này là từ đầu này đến đầu này là 2m7. Đó, thì cái lưới này các bác có thể dùng vài vụ, các bác dùng tái sử dụng vài vụ đều ok. Đây em căng nó xem, chất liệu là bằng cước các bác nhé, nó rất là bền, bằng cước rất là dai. Đây, như em cho vào cây căng thì cái cây hoặc là các bác có thể chế cái dây luồn bằng dây bẹ hoặc dây vị cũng được, rất là đơn giản thôi. Đó, đây căng ra nó như này, các bác ở xa có nhìn rõ không ạ? Đây là những cái mắc lưới này. Đây, khi căng hẳn ra, dạng hẳn thôi, dạng hẳn ra như này thì nó dài 100m. Đó, thì em cũng chia sẻ luôn giá để các bác nắm được, nó rất là rẻ thôi. Một cuộn 100m này, giá hiện tại là cao, mua ít, mua 1-2 cuộn thôi thì là 101 một cuộn, 110.000 một cuộn. Các bác lấy 3 cuộn là được free ship rồi, miễn phí ship rồi. Các bác lấy 5 cuộn thì còn 520.000 trên 5 cuộn và miễn phí ship. Các bác lấy 10 cuộn là chỉ còn 10 triệu, à quên, xin nhầm các bác, 1 triệu trên 10 cuộn và miễn phí ship. Tức là tính ra chỉ còn 100.000 một cuộn 100m miễn phí ship thôi. Thì các bác lấy số lượng lớn là như vậy. Đó, rất là rẻ và rất là bền, rất là dài, 100m các bác tha hồ các bác căng. Đây các bác có thể trồng bầu bí mướp, đậu đũa hoặc là đậu kho ve hoặc là chanh leo hoặc là dưa chuột. Đấy, mướp đắng. Các bác những cây leo giàn này dùng được hết. Rất là dai. Đó, rất là rẻ. Thì bác nào có nhu cầu mà mua cái lưới này về để làm giàn thì các bác alo em, số điện thoại là 0375 524 180 ạ. Số điện thoại em dùng cả Zalo. Các bác có thể gọi điện cho em cái số điện thoại đấy, hoặc các bác nhắn tin Zalo đều được, hoặc gọi Zalo cho đỡ tốn tiền cũng được. Em sẽ các bác đặt hàng thì em sẽ gửi đến tận nơi bác. Các bác mở hàng ra kiểm tra ok, đúng như này, đúng như lưới như này thì các bác mới thanh toán cho cái người giao hàng đấy. Các bác không phải thanh toán trước nên là các bác hoàn toàn phải yên tâm. Đây, lúc mới đầu thì nó rất là gọn thôi, lúc mới đầu em cuốn nó gọn vào. Lúc khi các bác nhận hàng thì nó nhìn rất là gọn gàng nên nó không to gì cả đâu. Đây em bỏ ra. Đây khi nhận hàng nó chỉ gấp, nó chỉ gọn gọn như này thôi.
đó, nó chỉ gọn gọn như này thôi. Các bác lấy ra, các bác kiểm tra cái độ dai, các bác kéo từng sợi cho nó có đứt không. Đó. Đó, ok. Bác nào có nhu cầu thì alo đem số điện thoại là 0375 524180, số điện thoại em dùng là Zalo. Đây em cho bác xem gần gần cái sợi cước. Đây rất là dai này. Bác có thể tái sử dụng nhiều vụ. Trồng vụ này, trồng vụ sau lại. Này rất là dai. Về các bác lúc nhận hàng các bác có thể kéo thử và không đứt đâu ạ. Ok, xin chào các bác.